Mình sẽ sử dụng màu thực phẩm. Màu thực phẩm là bắt buộc phải có khi mình làm bánh kem, và mình dùng màu của Wilton. Các bạn nếu như mà làm thì chịu khó dùng màu của Wilton hoặc Americolor, tại vì những cái màu này tuy là nó hơi đắt một chút xíu nhưng mà mình sử dụng an toàn cho người dùng, vì đây là những hãng nổi tiếng có uy tín nè. Họ sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên nhưng mà màu á, nó lên nó cũng rất là đẹp. Và mình có thể kèm theo những cái sản phẩm như là màu phun, để trường hợp mà mình dùng những cái màu đậm á, như màu lá, màu hoa hồng đậm thì mình sử dụng màu phun. Ngoài ra còn có dù dù để bắt bông. Cái này là dụng cụ để mình chà láng. Cái này mình mua ở cửa hàng vật liệu xây dựng có ha, để mình chà láng nó tiện. Lá bài này là để mình cũng dùng trong chà láng luôn. Kéo nhỏ. Cái kéo nhỏ này là để mình bắt những cái hoa nhỏ, mình gấp những cái hoa nhỏ. Kéo lớn. Mình sử dụng cái loại nóc này cho nó dễ ha, là mình vừa cắt cắt được cái đầu túi tam giác mà vừa gấp được hoa luôn. Túi tam giác. Mình sử dụng túi nhỏ để mình đựng kem để mình bắt hoa. Và mình dùng túi lớn để mình đựng kem chà láng. Cái số lượng kem chà láng nó nhiều á thì mình dùng cái túi lớn. Còn cái bắt hoa từng loại ít thì mình dùng cái túi nhỏ thôi. Nếu không có cái dụng cụ chuyên để cắt bánh thì có thể dùng dao cắt bánh. Đây là dao để cắt bánh bông lan, cái răng cưa nó nhỏ. Còn đây là dao để cắt bánh mì. Khi mình mua thì mình nhớ phân biệt ha. Cái dao cắt bánh mì thì cái răng cưa nó to hơn, còn dao cắt bánh bông lan thì cái răng cưa nó nhỏ hơn. Đây là bàn xoay, mình sử dụng bàn xoay nặng, đế nặng bằng kim loại để khi mình xoay á là cái độ xoay nó nhanh mà nó không có bị gập ghềnh. Mình đừng có ham rẻ mình mua cái loại bàn xoay bằng nhựa khó dùng lắm. Trước khi mà mình làm một chiếc bánh kem thì mình sẽ chuẩn bị tối thiểu những cái vật dụng như vậy để cho quá trình làm bánh của mình tiện lợi hơn. Các bạn nhớ chuẩn bị sẵn sàng nha. Phần hướng dẫn đánh kem và chà láng bánh như thế nào thì mình sẽ làm ở video sau. Các bạn nhớ theo dõi đón xem nha.